3 tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa trả lời. Làm gì mà không trả lời nổi dòng tin nhắn? Chỉ có thể là anh hết thương mình rồi. Nó hết thương mày rồi. Rõ ràng. Chắc nhỏ bỏ nó đây cũng được. Tội nghiệp con bé ha. Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tại sao? Tại sao giờ anh mới gọi cho em hả? Anh có biết là em đợi anh từ sáng tới giờ không? Hay anh không thương em nữa?